Chúng ta sẽ tiến hành tháo phụ kiện trước. Chổi cạnh, chổi xính, két nước. Vì thời lượng video có hạn, các bạn yêu khoa học có thể xem bản full ở link trong phần mô tả của video này. Mình sẽ lật này, mình sẽ bỏ hộp rác ra. Và công việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải tháo 8 con ốc ở mặt dưới. Đây là con ốc cuối cùng. Chúng ta sẽ mở cái nắp này lên. Mình đưa tay vào cái phần khe hở ở đây và mình cậy cái nắp này lên. Và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tô vít 4 cạnh loại nhỏ để chúng ta tháo 8 con ốc ở phía cản trước. 8 con ốc này nó sẽ giữ cản trước. Con ốc ở cản trước, cái gen nó rất là nhỏ, cho nên là khi mà các bạn tháo thì chúng ta lắp trở lại thì chúng ta sẽ phải lưu ý bạn từ từ, không thì nó sẽ bị tròn tem. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ cần phải tháo 2 con ốc giữ pin. Và sẽ có 2 con ốc ở bên này và 2 con ốc ở bên này, là 4 con. À, chúng ta sẽ gỡ cái nẹp cản trước ra. Và bây giờ chúng ta sẽ lật ngược lên để cho cái quả pin ra. Đó, cái thanh sắt giữ quả pin rất là an toàn. Và như mình có khẳng định là bản quốc tế và bản nội địa sử dụng phần cứng giống hệt nhau 100%, chỉ khác mỗi cái tem mác ở đây. Và cái tiêu chuẩn CCC của Trung Quốc và tiêu chuẩn CE của châu Âu nó sẽ khác nhau về tiêu chuẩn an toàn điện thôi. Còn lại những cái chi tiết cấu thành thì giống hệt nhau. Đây, các bạn có thể xem quả pin. Quả pin này thì sẽ do Ecovac sản xuất. Ok, mình sẽ tháo tiếp 2 con ốc nó nằm ở vị trí dưới của quả pin. Chúng ta đã mất 4 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ cần phải tháo mặt trên. Thì các bạn sẽ đưa tay vào vị trí khe hở này để cậy cái nắp này ra. Và chúng ta cứ cậy thật mạnh. Và bây giờ mình sẽ tháo ốc mặt trên. Có 4 con ốc ở bàn này, bên tay phải và bên tay trái. Chúng ta sẽ cần phải tháo trước. Mình sẽ để riêng ốc của mặt trên để cho nó khỏi nhầm lẫn. Ok.
Bây giờ bạn sẽ cần phải tháo cái chóp bảo vệ cụm LDS ra. Mình sẽ sử dụng một cái nhíp để mình tháo cái nắp cao su. Nói chung là EcoVat khá là trau chuốt, bởi vì là cái con ốc này sẽ được phân biệt với nhau bằng màu để chúng ta không bị nhầm gen. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tháo cái sản phẩm này, nhưng mà mình cũng khá là hồi hộp. Chúng ta sẽ có ba cái lò xo. Ba cái lò xo này sẽ có tác dụng là triệt tiêu lực. Khi mà cái cụm này nó gặp va chạm thì nó sẽ triệt tiêu lực đi. Và cái lò xo này thì mình phải nhớ lắp đúng vị trí khi mà lắp trở lại. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ lật ngược con robot lên. Sắp đến giai đoạn cuối rồi. Để đảm bảo an toàn nhất thì các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem còn cái con ốc nào chưa tháo hay không. Và ở đây mình kiểm tra thì là toàn bộ các loại ốc đã được tháo hết ra rồi. Và bây giờ mình sẽ cần phải thực hiện một thao tác, đấy là bửa nó ra. Thì nó sẽ có một cái viền ở ria này. Các bạn sẽ đưa tay vào. Đó. Nói chung là cái thiết kế này nó cũng hơi chắc, cho nên là nếu mà bạn chưa quen ấy, thì có thể là nó sẽ hơi khó. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta bừa nó ra thì chúng ta không được giật hết, mà chúng ta sẽ giữ lại để chúng ta sẽ tháo hai cái connector ở đây. Mình sẽ dùng nhíp. Ok. Và chúng ta sẽ cần phải tháo hai con ốc. Nó giữ chốt cái camera. Hai con ốc này nó có cái gen khác, cho nên là chúng ta sẽ để riêng nó ra, không lẫn với những con ốc khác. Và mình sẽ rút hai cái connector này. Như vậy là mất 8 phút mình đã tháo xong chiếc máy EcoVat T8 AVI. Thì hầu hết những chiếc robot bụi của EcoVat đều có cách tháo tương tự như thế này. Và những cái phần khác, ví dụ như bánh xe, khóa hút trung tâm, motor chổi cạnh hay là cuộn hút chính, rồi máy bơm nước, thì các bạn hoàn toàn có thể tự tháo ra được. Hoặc đây là một cái bo mạch chính này.